Tựa như hai người điên và cuồng si ôm lấy nhau thật lâu. Có phải em là mùa thu kia, mùa buồn nhất ta từng mất nhau, ta đã từng thương đến điên dại. Người là tương giờ đôi ta bên nhau hay là xa, vì anh mãi là người vẫn thương em thật thà, từng khóc khi em rời xa, từng ngày trôi qua tình ca thật đẹp đôi ta, vì anh mãi là người chở che em từng ngày, người lắng lo em từng giây. Từ giờ về sau đừng bao giờ phải buông tay. Thương em, anh tựa như một kẻ ngây khờ, đẹp tựa một nàng công chúa. Em và tôi đang cùng nhau giữa nơi dịu dàng, hai người điên đã quá thân thuộc, hai người yêu tựa như kiếp trước. Em và tôi thương thì thương thế thôi. Ăn đói ba. Dạ, nhắc lại cho tụi nó nhớ quy luật của nhà này là đàn bà không được lấy chồng. Vì anh mãi là người vẫn thương em thật thà, từng khóc khi em rời xa, từng ngày trôi qua tình ca thật đẹp đôi ta. Vì anh mãi là người chở che em từng ngày, người lắng lo em từng giây. Từ giờ về sau đừng bao giờ phải buông tay. Cuộc đời còn gì hơn đâu được cùng em đồng hành cả một thời thanh xuân, thương nhau đến già. Em là món quà vô giá.